Chào chú anh chị ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với chú anh chị hai cái dòng táo mà được thị trường ưa thích và ngon, được đánh giá rất là khá cao bên Thái luôn chú anh chị, ngon nhất thị trường Thái luôn. Điều đầu tiên được kể đến đây là táo số 13, nó rất đổi quen thuộc rồi. Và kế tiếp là táo đỏ có tên là táo Tàu Ấn Độ đỏ, gọi tắt ngắn gọn gọi là táo đỏ Ấn Độ. Nó cái tên đầy đủ của nó của chú anh chị gọi là tắt là táo đỏ Ấn Độ. Đó, cho chú anh chị cùng chiêm ngắm nha cái bảng lá đây. Nhiều của chú anh chị mà mua táo tàu, mà táo tàu dòng đỏ chú anh chị đó, thì công tâm mà nói thì nó táo tàu dòng đỏ thì rất là khó trăm. Cô chú anh chị nào có kinh nghiệm chút xíu mới trăm được dòng táo tàu đỏ chú anh chị đó, đó. Còn cái này là dòng này em thấy này, nhìn lá là chú anh chị thấy không, nó như hàng cái táo Thái, thành ra gốc thì gốc cái táo táo rừng thực sinh, thành ra nó tốc độ phát triển và nó dễ nuôi dễ chăm như là dòng táo Thái quý anh chị. Nó đây cái lá táo Thái đây, thường đây nó quý anh chị hình dung giùm em, mà đặc biệt nó lên đỏ rất là đẹp thì dòng táo số 13 thì nó sai quả tái to cực kỳ năng suất, nó gọi là táo bạch tiết cũng nó luôn. Táo đây mặt nó có nhiều cái tên, số 13 và là đây là cây nhập đàng hoàng. Cái cây này thì công tâm mà nói thì được là em biết là cách đây 3 năm rồi chú anh chị, nhưng mà em chờ cho nó coi nó trái nó lên coi đẹp hay không và nó có lên màu hay không. Rồi hôm nay em xin giới thiệu để giao lưu với chú anh chị đó. Ở đây nó lên rất đẹp, khá ổn, trồng xứ nóng hoặc xứ lạnh cực kỳ được đó, nên em giới thiệu để giao lưu với chú anh chị nha. Nó đây cái tem Thái nó đây của chú anh chị đó, đây cái tem đây và cái lô cây giống anh em về đây hôm nay em dưỡng khỏe rồi em xin để giới thiệu để giao lưu. Về thì có cái bầu có chút xíu à, hôm nay em dưỡng này đi phân luôn rồi đó. Chú anh chị cứ yên tâm cái khoản đó giùm em. Rồi em chân thành là cảm ơn của chú anh chị xem kênh, em kính chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe à. Hai cái dòng táo cực kỳ bên xanh bên đỏ cực kỳ luôn, ăn rất là ngon ngọt giòn đó. Rồi em chân thành là cảm ơn đã xem kênh ạ.